Tam Đảo, một nền văn hóa cổ xưa, kỳ bí đầy thú vị. Nơi những giá trị văn hóa mãi trường tồn. Nơi áo dài, chữ nôm, nơi cả cổ vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban sơ. Nơi lưu giữ những mảnh ghép thời gian vô giá. Ai biết rằng, ở bên kia biên giới, ngay giữa khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, lại có cộng đồng người Kinh Tam Đảo, hay còn gọi là Kinh tộc Tam Đảo đang sinh sống từ hơn 500 năm qua, có nguồn gốc từ Đồ Sơn, Việt Nam. Cái văn hóa của dân tộc Kinh này với văn hóa của Việt Nam nó là cùng gốc, là cùng giống, cùng nòi. Hôm nay thuyền còn đậu đấy, đến mai thuyền chạy một ngày một xa. Các cụ đang làm gì đấy ạ? Đây ngồi chơi hát ạ. Chơi hát. Thế ạ? Bà ơi, thế sao ở trong làng mình mà vẫn nói tiếng Việt giỏi nhỉ? Đang ở đây mà là người tiếng người Việt cơ lo. Thế à? Tiên ở dưới Việt Nam lên cơ lo. Ồ. Cái làng nhà bà đi ngày trước cha ông cụ tín những tổ tiên ở dưới Đồng Sơn lên này. Thế à? Ừ. Bà ơi, con thấy cây thị ở đây to thế. Đây lâu năm. Lâu năm rồi ạ? Mấy trăm năm ấy ạ? Những cây thị này bọn bà chưa có, cây thị này có rồi. Giống hệt như ở Đồ Sơn, những cây thị ở Tam Đảo có niên đại hàng vài trăm năm tuổi, được người dân giữ gìn như linh hồn của ngôi làng người Kinh, như một cách để họ nhớ về nguồn gốc của mình. Ông cụ tổ là chuyển theo một đàn cá lên đây ở luôn ở cái đảo này trước kia là rừng rậu rậm. Tiết kể lại đấy thì ông cha mình từ ở Việt Nam Đồ Sơn thì coi như là theo đàn cá đánh cá, đi đến đâu thì đánh đến đấy, thì lên đến cái đảo trên này để đánh cá thì cảm thấy là tên này tốt ăn tốt ở cá nhiều thì ở lại cái đảo này đánh cá luôn trực tiếp đến ngày nay. Hơn 500 năm trước, những người Kinh đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tam Đảo. Vất vả khai khẩn rừng rậm, biến nơi đây thành vùng đất trù phú để định cư và sinh sống. Thank you.
người Kinh ở Ba Đảo cho đến tận bây giờ vẫn sử dụng thứ tiếng Việt cổ chân chất và cách nói chuyện đậm chất nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ. Bà ngày xưa chắc đẹp gái lắm mà nhở? Bà đẹp bà nhất xấu đấy. Cả làng có bà nhất xấu đấy. Con gái thì bây giờ bà nhất xấu giỏi gái. cái anh nào mà bằng lòng cháu thì anh ấy hát vậy nè. Dạ. Nhà làng có một mình phá lòng anh muốn hai thử nhà chúa cây. Ví dụ lòng đấy thương đây thì anh cả cuội cây về dòng. Có một cái điểm mà mình thấy rất là thú vị là bởi vì như thế này, chúng mình nhìn thấy ở đây là có những cái lớp phương ngữ của Việt Nam hiện đại. Có một số những cái yếu tố của từ Việt cổ và những cái từ Việt cổ này có nguồn gốc từ cái khu vực mà khoảng Thanh Hóa. Khoảng Thanh Hóa và ở cái khu vực xung quanh khu vực Thanh Hóa. Và có một điểm nữa là gì? Trong cái tiếng Canh Kinh ở đó nó còn có cả tiếng phổ thông. Tức là tiếng Hà Nội. Ba ơi, làng bà đẹp nhỉ? Đẹp đấy nha. Vâng. Đẹp cái chỗ vậy. Nhà cao cửa rộng ăn chơi linh đình. Cây kia là cây gì hả bà? Cây đây cây nhỡn. Nhỡn ạ? Việt Nam chính là Việt Nam gọi là cây nhãn. Nhưng mà ở đây gọi là cây nhỡn ạ? Ở đây gọi là cây nhỡn. Nói chung là nói đấy, nó còn giữ được cái gốc, cái tiếng nguồn gốc. Nguồn gốc đó nó là Đồ Sơn đến. Cho nên nhiều cái tiếng ấy nó nặng thế. Ví dụ như con trâu nó con tâu. Con sông nó con thông. Đi Việt Nam thì đi 3-4 lần nhưng mà gần thôi, cửa ông thôi, nhất xa đến Hầm Phá thôi. Hai trước bà đấy đẹp chứ. Tôi nhất xấu đây, nhưng mà đi đâu tôi cũng nhắc đi. Mười mấy tuổi đi hát rồi, thì là bố mẹ bà là người nhất giỏi hát, dạy bà thắng giả hơn. Như bà không biết chữ rồi, bà mới biết chữ. Nói bài hát thì nhiều luôn, kể hình thao được. Người ta biết buồn này lấy hát làm vui. Nó. Cái bà này hát tốt nghe nè. Ừ. Cái bà đấy ngày đây có nhà đồng chí mà cứ thấy bà đấy dù em mà bà đấy hát câu rằng vợ anh như cột niềm bào như tấm lụa đào anh hứa anh yêu thân em như cột niềm siêu chân đi đá bát anh yêu nỗi gì mà cái nhà đồng chí mà đứng nghe không chỉ về nữa này. Thấy bà này hát. Cái bà này hát nhiều ông mê đấy. Ông nào mê? Ông nào mê? Mê dịp. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tiếng Việt rất giàu nhạc tính. Người Việt trước kia lại hay dùng thành ngữ, mà thành ngữ Việt Nam thì đều có vần điệu. Và đặc biệt, những thành ngữ hay những câu hát vần điệu vẫn còn tồn tại hàng ngày trong đời sống của người Kinh Tam Đảo. Hơn 500 năm đã qua, nhưng hàng nghìn câu ca cổ vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, trong trí nhớ của những người Kinh nơi đây. Tại đây chúng tôi ca hát, nó nhớ nhiều thứ hát. Mà nó đi làm biển thì hát là biển, đi làm ruộng thì hát là ruộng, đi nào ngáo ngào thò thì hát ngoài bãi này nọ đấy, nên tối thì nó tập trung lại một cái gia đình nào đấy thì không? Người thì hát, người thì nghe, người thì gảy đàn bầu, người làm gai, người ba lưới, đạn lưới, cái gì cũng có. Trong ba làng người Kinh ở Tam Đảo, ca hát là nguồn vui, là lẽ sống của họ. Chính vì vậy, nhiều cặp đôi đã nên duyên từ ca hát. Thấy ông ấy hát hay à? Hát hay là lấy. Ồ thế ạ, thế có mỗi vì mỗi hát hay mà lấy ạ? Nhà ông ấy nghèo á, nhất nghèo, không có nhà ở.
yêu nhau chẳng lẽ được nhau, giấc qua con mắt ruột đau từng lần, về nhà cơm chẳng buồn ăn, ra ngoài thở rảnh nhớ chẳng cho buồn người. Bà đấy nghe đấy giọng đi hỏi vậy, bà nó theo vì chứ. Ngày trước các cụ hát mình vui á, bây giờ đồng này đấy mới cho con cháu học rồi không được vui bao nhiêu, giờ về cái tàu này nó không vui rồi. Ừ, cho vậy ở giờ có tiếng người nó cũng còn nghiện nghe, nhiều người còn nghiện nghe hát này, ông có tiếng người nó nghiện nghe rồi. Ừ, bây giờ chỉ nó phải làm tiền nhất thôi. Phải à, tôi ngày xưa tôi dạy cái thằng bé cháu này 40 mấy câu nó cũng học, bây giờ nó cũng chẳng học qua rồi, già rồi mất cái con cháu nó chẳng học được thì chẳng mất đi chứ. không phải làm sao. Ông ơi, ông có nhớ ông hát câu gì cho bà nghe không? Tôi nói rằng lấy anh thắm sửa cho áo đơn áo kép thắm cho để dành, 3-4 năm anh chẳng nói nặng một người, ở đâu có đám vui cười anh lại cho đi. Thế là bà mê ngay. Bà ngày xưa ông đẹp trai không? Đẹp, đẹp vì không đẹp đâu. Yêu nhà là nhất nghèo à. Nhà nghèo lắm. Thế à? Ừ, cơ mà yêu nhau cái hát. Bà rằng dù ai cho bạc cho vàng, chẳng bằng tông thấy mặt nàng hôm nay. Mà dù ai cho nhẫn đeo tay, chẳng bằng tông thấy mặt ngay bây giờ. Thằng nào mà bà mê ông nhá. Ngày xưa ở làng mình là mọi người đi hát đông không bà ông? Thì hát đông ấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì biết hết, quên hết rồi. Bây giờ người ta đã đánh phế, đánh bài. À. Thì người ta bây giờ thích chơi cái đấy thôi. Thì hát bây giờ bỏ quên hết rồi. Không thấy không có nhiều người hát nữa, ông bà có buồn không? Buồn thì không. Muốn hát thì mà không có chỗ nào cho người hát thôi. Vậy. Người già rồi hơi nhiều người không có hát mất hát rồi. Yeah. Người già rồi nó đi rồi. Trước đây là vẫn chỉ trường mầm miệng thôi, dạ. Không có chữ, từ nhà hát không có chữ hát để. 2000 thì trên tôi cho về hưu rồi, tôi trên có báo chí ở Quảng Tây có một bài văn chương, bài đăng báo ra nói là cứu chữ nôm, giữ lại văn hóa truyền thống của dân tộc Kinh. Lúc về hưu nữa còn thiếu 2 đồng bạc, tôi được 2000 tiền lương, tôi để 1000 cho vợ tôi sinh sống, gần 1000 đồng đấy thì tôi đem đi chạy chợ đi các đảo đi siêu tập người đi tìm được cái ông già này, biết được cái lịch sử ngày xưa đấy thế nào, thì tìm đấy một chục ông đi làng nào tìm một chục mười mấy ông ngồi vào sum họp với nhau, ông này một câu, ông này mà biết hát thì hát một vài câu, ông này biết nói không biết hát thì nói, vậy cái ông này mà nói sai thì ông kia ông ấy lại không hỏi lại đâu. Một lòng chỉ quyết với mình, trăm năm chọn nghĩa chọn tình, chàng ơi bây giờ đáng cỡ như nhớ mong mong. Sưu tầm với nhau thì về ta ghi âm vào để về lại tu sửa lại ngày nọ rồi lại viết ra chữ nôm na. Phỏng vấn ấy có gần 300 người, có thấy người đấy nhiều nhất thì 20 lần, ít thì 1 lần, bắt ngày đi tối lại đi,
mà đi các nhà đấy phải có cái nhiệt tình với người ta. Lúc bây giờ nói tiếng phải mua một chục đồng bạc quả, hoa quả, rồi thì mua một hai chục đồng bắn kẹo. Cái công việc cũng là khó. Ví dụ như lấy từ sự ca này nó lấy có con thắt tôn giáo cái gì đấy, lại phải mua của đi cúng bàn thờ đó, cúng bàn thờ rồi để nó lại với cho được một quyển hai quyển thôi, nó không cho đâu đủ mày. Mười mấy quyển sách, hai chục quyển sách không, nó không cho mày đủ một lần đâu. Là hát lại câu ấy vui chơi thôi à, già rồi. Đây là cái dân tộc Việt Nam biết nhiều đấy, ông già càng già ngày xưa càng biết nhiều. Giờ mấy ông nước trẻ đâu mà học. Vậy thì hai ta tài sắc đăng cánh. Tài này thắc đấy mười phần bên mười. Dành hơn 10 năm đi điền dã, siêu tầm, viết và chép lại những câu dân ca, sử ca bằng chữ nôm. Hiện giờ ông Tô Duy Phương cùng đồng nghiệp đã thu thập được hơn 4.000 câu hát sử ca, hát đối và hát gẹo. Điều làm nên sức sống trường tồn của chữ nôm hiện nay chính là nhờ vào 13 cuốn sách đã được xuất bản về lịch sử, văn hóa, âm nhạc của người Kinh Tam Đảo. Sau này chúng tôi trung tâm là thu thập sưu tầm lại, sưu tầm mới làm cái quyển hát. Tất cả là có 4.000 mấy cái câu hát. Đây con thu thập về cái đây nó mới ẩn thân. Ngày trước thì người ta đổi trắng thay đen, trằn trọc nỗi về quê. Đây là nhà trường đấy, là được trẻ em học trò nhiều chứ. Văn hóa về chữ nôm đấy, nó là cái linh hồn của dân tộc, cũng là gân huyết của dân tộc. Cho nên ấy, chúng tôi coi nó là cái của báu nhất, không thể bỏ được, cho nên phải giữ lại. Vậy thì có chữ nôm như thế này thì là dân tộc Kinh mình sẽ giữ được những cái như thế nào ạ? Chủ yếu là giữ tiếng, giữ cái tiếng Kinh. À, chữ nôm đấy nó là ghi chép cái lịch sử này, hát bài hát trong đền này, ca hát trong đền này, và từng cái từ sử ca là nói chuyện đấy, dân ca, từng cái văn tế trong các hội đền, và gồm cả trước kia từng cái gọi là cái tờ giấy bán quần bán ruộng đấy, và chữ quy ước của các thôn làng đấy cũng đều là chữ nôm cả. Thì nếu mà mất rồi thì không, từng cái đấy không truyền được lại, không giữ được lại nữa. Cho nên chúng tôi tìm cách thế nào phải giữ lại cái chữ nôm. Người Kinh và là một trong 55 dân tộc thiểu số của Trung Quốc, và họ là dân tộc thiểu số duy nhất có yếu tố biển. Và cái chữ nôm ấy để ghi lại cái tiếng của bản thân họ. Ở cộng đồng đó họ còn đưa được chữ nôm vào trong cái chương trình phổ thông ấy. Là đưa một cái gì đấy vào chương trình phổ thông là nó là một cái sự kiện rất là trọng đại. Cho bé một cần sen lên, cho bé một cần sen. À cầm bằng tiền đi cái sân trăng, ba con cô kiên công trang cái bàn cầu trăng. Hương tiền ta xem, rồi ra ngoài tiền, rồi ra ngoài tiền cái hàng cầu cho em lại ngoài em.
là dân tộc Kinh mà, nhưng mà chẳng biết cái dân tộc ngôn ngữ của chính mình, nhưng mà muốn đi học nhiều, học ở bên Nam Ninh cùng với trường đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng ở bên Việt Nam về thì cũng là tốt cho với mình, nhưng mà bây giờ làm việc là để có thể dạy cho các em học sinh bé. Có ăn giống biết ăn giống Việt Nam đấy, bà đây mà chẳng ăn rau quanh rau muống luộc, rau xào, giống gì dùng ăn, dùng giống Việt Nam vậy. Bàn đi ngày nào đi Việt Nam qua mà xem Việt Nam ăn vậy, thức ăn vậy đấy. Truyền lại mà, vâng, truyền lại thì ai cũng phải biết, ai biết đi đánh cá cũng biết làm đan lưới, buộc lưới. Ăn cá đấy. Cái phương thức đánh cá của người Kinh của mình bây giờ có khác gì so với ngày xưa không ạ? Không thay đổi lắm mấy. Vì ngày xưa đánh cá mình thì cũng là làm xuồng, làm mảng, làm bè tê đấy. À, đánh cá thì trước ngày mình cũng là gõ lưới, gõ chài, cúc cắc cắc như vậy thì đánh cá. Không chỉ có nghề đi biển truyền thống, các gia đình ở Tam Đảo còn làm nước mắm. Gia đình ông Lương Dương Tài cũng là một trong số những hộ gia đình ít ỏi ở Tam Đảo, còn theo nghề làm nước mắm truyền thống cho đến tận bây giờ. Cái nghề nước mắm này cũng khác gì cái truyền thống của các cụ để lại hết. Các cụ truyền lại bắt đầu các cụ làm đấy khoảng cách bây giờ khoảng 400 năm. Vì cái dân tộc Kinh của mình là ở Trung Quốc này đấy thì là chia làm ba đảo, một cái Vạn Mỹ, một cái Mũ Thầm, một cái Sơn Tâm. Cứ mở đi. Từ truyền thống như lại đấy, hai cái đảo kia nó không làm mắm đâu. Vì Vũ Thầu nó Vạn Mỹ nó không làm mắm. Cái vẫn có cái Sơn Tâm của mình làm mắm thôi. Vì Sơn Tâm mình làm mắm đấy, thì ở Sơn Tâm này đến ngày nay đấy, thì làm mắm vẫn có 20 mấy 30 nhà làm đấy. Mắm thì coi như Tam Đảo này người vẫn ăn và người Trung Quốc có bộ phận vẫn ăn. Người Khoa người ta trước khi người ta không ăn nước mắm,
Còn mà đi vì cái nước mắm này đấy, chúng tôi làm ra đấy, cái nước mắm này đặc biệt ngon. Nó lại là cá thiên nhiên hoặc muối thiên nhiên làm ra cái đối với con người có thể chất nhất tốt. Đâm ra cái Tam Đảo đấy vẫn ăn, hoặc cái khu người Hán, người Khoa vẫn là mua lại ăn được. Mặc dù đã sinh sống ở địa phận Quảng Tây Trung Quốc hơn 500 năm, thế nhưng người Kinh ở Tam Đảo chưa bao giờ quên đi những phương thức đánh cá cổ truyền từ thời cha ông để lại. Ngày nay dù có nhiều phương thức đánh bắt hiện đại, nhưng những ngư dân lớn tuổi vẫn thường đi cà kheo, dùng đôi tay linh hoạt của mình xiếc tôm, xiếc cá. Cái đánh kheo rất là đặc biệt, không có ai biết, chỉ là ở dân tộc Kinh ta. Đây là truyền đánh đây là năm trăm mấy năm rồi. Việt Nam ta gọi là kheo thôi. Ông nào mà có cái đây, đi được cái đây thì ông nào lấy được nhiều. Không đi được cái kheo này thì lấy được ít thôi. Là không có nông thì đi chân, mà không có ngoài khơi có thì lại lên cái này đi ra bắt về. Đấy vậy, xúc vậy. Xúc một ngày được vài trăm cân, vài kia tám ký vậy. Mặc dù ý thức giữ gìn nét văn hóa độc đáo này của dân tộc Kinh, thế nhưng hiện nay ở Tam Đảo vẫn chỉ còn mỗi người nghệ nhân này là còn làm được kheo và dụng cụ đánh bắt truyền thống. Không có đâu có cái này, cũng là dân tộc ta đó. Bảy đời người lại đến đây làm biển thì đã phát triển cái này rồi. Bây giờ chát đi về, chát đi thôi, con dài nó đi làm công của nó rồi, không? Thì con dài nó không làm cái nghề này rồi. Ông dạy có 450 người rồi. 450 người dạy cái món này, học cái món này, để làm cái đây ra cho nó. Cộng đồng người Kinh là một trong số những dân tộc thiểu số ít người nhất ở Trung Quốc, với dân số chỉ khoảng hơn 2 vạn người. Thế nhưng, dân tộc này lại là dân tộc thiểu số giàu có nhất khu vực Quảng Tây, cả về kinh tế lẫn nền văn hóa độc đáo riêng có. Có được điều này, phần lớn nhờ vào thế hệ trẻ nhanh nhạy với kinh tế thị trường, nhưng lại yêu tha thiết văn hóa truyền thống của dân tộc. Bây giờ năm nay thì anh vừa lên dân làng bầu anh lên đi làm cái đình trưởng này. Anh có cái tư tưởng. Sau khi là làm sao mà bố trí các thanh niên ấy, lên đi học, các cụ phải dạy để cho cái văn hóa của dân tộc Kinh mình ấy, đời để cho đời.
không bỏ được. Bây giờ cái văn hóa của mình đấy là không làm sao mà bỏ được đâu. Sau khi là tập trung với thanh niên họp cho người nào học các cụ nào, người nào học đánh tống, người nào học đánh chuông, các kiểu đấy là bố trí cẩn thận. Bức tranh này là lễ hội đi, đi kinh thần đấy, mà kinh thần về thì nó vẫn là có trong đấy có những cái bài hát kinh thần, cái dân tộc kinh đấy, dân tộc ca hát, cho nên cái điệu hát trong hội đình cũng hát, đâu cũng hát mà cái chữ hát, trước cái những cái bài hát đấy đều là chữ nôm na cả, cái văn hóa của lễ hội đình nó là một cái tục lệ của dân tộc nhất quan trọng, cho nên không thể bỏ được, phải kế thừa chứ. Mặc dù đã hơn 500 năm trôi qua, thế nhưng trong ngôi làng của những người Kinh ở Quảng Tây, người ta vẫn còn lưu giữ được những lễ hội truyền thống. Không khí vào mỗi dịp lễ hội vô cùng nhộn nhịp, người người nhà nhà mặc áo dài, đội nón lá trong dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Nó khác với ngày xưa một tí, mà nội dung nó phong phú hơn trước ấy. Nó có truyền thống, nó cũng kế thừa truyền thống chủ yếu là văn hóa cái dân tộc Kinh, đại diện cho dân tộc Kinh. Cháu ở quê đâu lại đấy? Cháu ở Việt Nam sang. Dạ. Bà cũng gốc Việt Nam. Thế là bình thường là ngày xưa các cụ biểu diễn nhà tơ ở Cửa Đình ấy. Vâng. Thì bà có biểu diễn không? Không. Bà dốt lắm. Bà chỉ có hát rồi đều đi hát thôi chứ bà không ra biểu diễn. Cứ hội là bà mặc áo dài ạ? Cứ hội thì mới mặc thôi. Bà có cái cặp giống các cụ ngày xưa này? Cặp toàn là mua ở Việt Nam về đấy. Lâu năm rồi. Mấy chục năm cứ giữ đấy. Gõ vậy, tống gõ để cho các chị lấy lại cho đông bánh. Gọi tống đi. Tôi nay bước đến nóc đình này, trông lên ba ông thắt lưng hồng đó trôi trôi. Hát nhà tư. Ba ông chả thua kém ông nào. Tí nữa người bà đấy bà hát cái này đấy. Nhà tơ đấy nó là một cái tập tục mà ở cái vùng vùng ven vùng biên đó, ở khu vực Trà Cổ và xuôi đến tận Đồ Sơn ấy là họ vẫn có. Tức là ở những cái dịp lễ hội đình để thờ Thành Hoàng thì họ sẽ hát họ sẽ hát để cúng. Ngoài cái việc hát để cúng ra thì họ sẽ hát cả buổi đêm nữa.
có thể nói là đây là một cái hình thức tồn tại ở ngoài biên giới của cái văn hóa Việt Nam. Ở ngay giữa không gian Quảng Tây, Trung Quốc, chúng ta có thể nghe thấy những tiếng đàn bầu thân thuộc ở bất cứ nơi đâu. Trên mảnh đất yên bình Tam Đảo, giờ đây không chỉ có những cụ già yêu văn hóa dân tộc, mà thế hệ trẻ, họ đã làm tốt vai trò kế thừa di sản văn hóa cội nguồn của dân tộc. Và văn hóa của người Kinh vẫn bám rễ nguyên vẹn trên mảnh đất Tam Đảo, như từ thuở ban sơ khai hoang lập làng. Cái dân tộc không có văn hóa, cái dân tộc cái tặng mất rồi, là tiêu vong rồi. Dân tộc ta hiện nay lại có chữ, lại có bằng nhiều ca hát này nọ, không ta không nên bỏ mất, ta phải cứu nó lại.